giờ thì em sẽ giới thiệu với các anh chị từng những tác phẩm điện Phật của bên em ạ. Như điện Phật em đang cầm trên tay đây thì sẽ là điện thứ nhất anh chị nha, điện một ạ. Một cái điện Phật được chế tác trên chất gỗ nung nghiến ạ, hay còn gọi là ngọc nghiến anh chị. Chất gỗ rất là cứng cáp ạ, được nghệ nhân là đục rất là tỉ mỉ rồi. Vâng, phải là người nghệ nhân chuyên đục mặt Phật thì mới có thể đục ra những cái tác phẩm truyền thần như thế này anh chị nhé. Các anh chị hãy cùng bên em ở ngắm thật kỹ cái vẻ đẹp của diện Phật này ạ. Vâng, em đang quay lại gần để anh chị ngắm nhìn từng chi tiết một cho tác phẩm này anh chị nhé. Do là em đang để xa một chút thì anh chị có thể ngắm nhìn tổng quan hơn. Bởi vì là nếu như em đưa gần thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ bị lóa anh chị nhé. Xem anh chị là một tác phẩm diện D diện 1 ạ. Anh chị được ngắm nhìn ạ, với những cái gai nu tự nhiên trên diện Phật của ngài anh chị nhé. Và đặc biệt là cái bông hoa nu ạ. Bông hoa nu trên diện Phật của ngài anh chị có thể ngắm nhìn thấy này, chằng chịt và chi chít luôn anh chị nhé. Một tác phẩm diện cực kỳ đẹp luôn ạ, với chất gỗ cực kỳ nặng nữa nhé, cực kỳ nặng cho tác phẩm diện Phật. Đặc biệt là những anh chị nào mà đã sở hữu những diện Phật của tướng gỗ Nguyễn Hồng bên em rồi thì cũng đã biết rồi ạ. Với hình thái diện Phật của ngài thì không chê vào đâu được, với chất gỗ cũng vậy ạ, cực kỳ tuyệt đẹp luôn anh chị nhé. Chất gỗ nu nghiến ạ, mà khi anh chị mà sở hữu tác phẩm này thì nhìn như là nu tháo luôn anh chị nhé. Vâng ạ, và tác phẩm diện 1 này thì với chiều cao là 63, ngang 43 và chiều sâu là 14 cm ạ. Và em xin được báo giá cho các anh chị tác phẩm đầu tiên này có giá là 3 triệu 8 ạ. Vâng ạ, 3 triệu 800 nghìn đồng, lại còn bao ship nữa. Này rất là dày luôn anh chị nhá. Anh chị và có thể đây là cái mặt sau của tác phẩm đây ạ. Đây là mặt sau của tác phẩm anh chị nhé. Rất là đẹp luôn chị nhé, nhìn như là một cái hang động hóa thạch, được người nghệ nhân đã làm rất là kỹ rồi. Đây những cái hoa nu rồi luôn, chi chít hoa nu rất là đẹp. Vâng, anh chị có thể nhìn thấy nhé, hoa nu xuyên từ mặt trước ra mặt sau luôn anh chị nhé. Rất là đẹp luôn anh chị ạ. Và với những cái tác phẩm diện Phật như thế này thì em sẽ làm một cái khuy ở phía phần đằng sau đây để cho các anh chị có thể dễ dàng treo trong nhà nhé. Vâng, khi mà anh chị sở hữu tác phẩm này thì bên em sẽ đục sẵn cái khuy móc để anh chị về chỉ việc trưng bày treo diện Phật của ngài lên thôi anh chị nhé. Vâng ạ, với những cái tác phẩm tâm linh như thế này thì các anh chị có thể rước diện Phật này về, vừa để có thể trưng ở trong nhà mình hoặc là thờ cúng, hoặc là mình có thể làm quà cho người thân của mình, rất là ý nghĩa luôn ạ, rất là đẹp. Khi mà mình đi đâu đấy về, đi làm về sau những cái buổi làm mệt mỏi thì được ngắm những cái diện Phật như thế này thì sẽ làm cho mình cảm thấy bao nhiêu là phiền muộn, bao nhiêu là mệt mỏi xua tan biến hết đi ạ. Rất là đẹp luôn. Vâng. Khi mà anh chị nhận được hàng, nhận được cái tác phẩm diện Phật này về thì anh chị chỉ có ưng luôn thôi ạ. Và hiện tại thì cái hình ảnh của ở bên ngoài nó còn đẹp hơn rất rất nhiều so với những hình ảnh mà anh chị đang xem anh chị nhé. Bởi vì là nó bị cái đèn nó vào nên là nó sẽ không thể tắt hết lên được cái tác phẩm này. Và nếu như anh chị nào mà mong muốn sở hữu tác phẩm diện Phật này với mã là diện 1, kích thước là cao 63, ngang 43 và sâu là 14 với giá 3 triệu 800 nghìn đồng thì hãy liên hệ lại ngay với bên em anh chị nhé. Bên chỉ là 3 triệu 800 nghìn, bên em bao ship cho các anh chị luôn những cái tác phẩm diện Phật ngày hôm nay ạ. Rất là đẹp luôn, rất là ý nghĩa. Vâng ạ, vừa rồi là bên em đã đưa lên tác phẩm diện 1 và sau đây thì bên em sẽ đưa lên một tác phẩm diện 2 anh chị nhé. Những tác phẩm diện ngày hôm nay bên em đưa lên giới thiệu với anh chị đều là những tác phẩm mà bên em tuyển chọn gỗ anh chị nhé, tuyển chọn gỗ luôn, với chất gỗ cực kỳ đẹp, già đanh luôn ạ. Vâng, và tác phẩm tiếp theo đây là tác phẩm diện 1 nha anh, diện 2 nha anh chị nhé. Vâng, đây là một tác phẩm diện 2. Và ngày hôm nay những tác phẩm diện thì mỗi tác phẩm diện đều có những cái bên em đã đục với những cái hình thái khác nhau ở xung quanh diện Phật của ngài. Và anh chị nếu như mong muốn sở hữu tác phẩm diện nào với những cái kiểu dáng như thế nào thì đừng ngại ngần mà hãy liên hệ lại ngay với bên em anh chị nhé. Vâng, tác phẩm diện 2 này với chiều cao là 63, ngang 43 và chiều sâu là 16 cm ạ. Và em xin được báo giá cho các anh chị tác phẩm này cũng có giá là 3 triệu 800 nghìn, bao ship cho các anh chị luôn. Tác phẩm này bên ngoài trông rất là đẹp, màu sắc rất là ưng mắt luôn nha anh chị nhá. Với những cái mái tóc của ngài đây thì được người nghệ nhân đã để những cái gai nu rất là tự nhiên luôn, tạo cho cái độ
vẻ đẹp rất là tự nhiên, rất là thuần túy cho tác phẩm này ạ. Trông rất là truyền thần luôn. Và với hình tượng Phật hay là Bồ Tát gì thì không thể nào thiếu được cái hình ảnh rất là thân quen, đó chính là cái bông sen nha anh chị nhé, với những cái đài sen này, những cái lá sen này rất là đẹp luôn. Vâng ạ, từng cái chi tiết một anh chị nhé. Cái bông sen ạ, khuôn mặt ngài đang nghiêng về cái bông sen rất là mềm mại, bông sen, lá sen, cánh sen được người nghệ nhân của bên em đục cực kỳ sắc nét tỉ mỉ đến từng chi tiết một anh chị nhé. Đây em sẽ quay lại cho anh chị ngắm nhìn cái kỹ hơn. Đây chị có thể ngắm nhìn này. Hiện tại thì em đang đưa cam lại gần thì nó cái hình ảnh của cam nó bị lóa, nhưng mà khi anh chị nhận hàng, nhận về tác phẩm này phải nói với anh chị cực kỳ ưng luôn. Và nếu như mà khi mà anh chị mong muốn sở hữu tác phẩm này và muốn bên em chụp lại hình ảnh thì bên em sẽ chụp lại cho anh chị, thì cái hình ảnh đấy nó rất là đẹp luôn. Và đấy, nó không bị bởi cái ánh sáng trong phòng mà nó đang làm cho cái diện Phật của ngài nó không được nét như là khi mà anh chị nhận hàng anh chị nhé. Vâng, sau khi xem trong cái camera thì sẽ không thể nào mà gọi là có thể tả được hết những cái vẻ đẹp của những cái diện Phật này. Cho nên là tượng gỗ Nguyễn Hồng chắc chắn đảm bảo các anh chị những sản phẩm được đưa đến tay anh chị hoàn toàn rất là đẹp ạ. Vâng, và đây em sẽ quay cái mặt sau của tác phẩm cho các anh chị được rồi. Nhìn này rất là đẹp không các anh chị nhá, làm rất là kỹ càng rồi. Vâng, gỗ ngọc nghiến gọi là gỗ phá thạch anh chị nhá, rất là cứng cáp, rất là bền luôn. Đằng sau nhìn cũng như là một cái kiệt tác luôn nha anh chị nhá, quá là đẹp luôn rồi. Vâng, và tác phẩm ở chị hai này với chiều cao là 63 ngang 43 và chiều sâu là 16 cm, có giá là 3.800.000. Và ship cho các anh chị tác phẩm này luôn nhá, 3.800.000 ạ. Vâng ạ, chỉ 3.800.000 cho một tác phẩm diện 2 này anh chị nhá, mã là diện 2 ạ. Nếu anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm này thì hãy liên hệ lại với bên em anh chị nhá, theo số điện thoại là 0987 336 318 anh chị nhá. Vâng, và tác phẩm tiếp theo ạ, những cái diện Phật của bên em thì sẽ có rất là nhiều kích thước, và cái tác phẩm diện 3 này thì có kích thước sẽ nhỏ hơn một chút ạ, thích hợp với các anh chị là mình có cái không gian trưng bày nó không được nhiều cho lắm ạ. Và tác phẩm tiếp theo đây là tác phẩm diện 3 với kích thước là cao 52, ngang 32 và chiều sâu cho tác phẩm này là 12 ạ. Rất là đẹp luôn anh chị nhá. Tác phẩm này tuy nhỏ nhắn thôi nhưng mà không thua kém gì với những tác phẩm có kích thước to hơn ạ. Vâng ạ, tác phẩm này thì nó sẽ không kén không gian trong nhà anh chị nhá. Nếu anh chị nào mà nhà nhỏ nhỏ, không ăn nhỏ một chút mà vẫn đang muốn sở hữu một tác phẩm diện Phật thì em nghĩ rằng tác phẩm này anh chị nên sở hữu tác phẩm này anh chị nhá. Anh chị có thể ngắm nhìn đây ạ, một loạt những tác phẩm diện Phật ngày hôm nay bên em đưa lên giới thiệu với anh chị đều là những tác phẩm gỗ được tuyển chọn ạ. Và cái gai nu tự nhiên trên tác phẩm này thì nhìn tuyệt vời luôn rồi anh chị nhá. Những anh chị yêu thích nét đẹp tự nhiên và mong muốn sở hữu một tác phẩm diện Phật thì ngày hôm nay nhanh tay để chọn cho mình những tác phẩm diện Phật mà mình ưng ý anh chị nhá. Và trước mắt anh chị đây ạ, là một tác phẩm diện Phật với mã là D3. Vâng, với chiều cao là 52, ngang 32 và chiều sâu là 12. Em xin được báo giá cho các anh chị tác phẩm này chỉ là 2.900.000 thôi chị nhá. 2.900.000 cho tác phẩm này. Và đây là mặt sau của tác phẩm đây ạ. Vâng, phần gỗ rất là tự nhiên luôn rồi anh chị nhá. Và ở trên đây em đã cài sẵn một cái khuyên cho các anh chị rồi, rất là dễ dàng treo ở trong nhà của mình. Khi anh chị sở hữu tác phẩm này thì anh chị chỉ được trưng bày luôn thôi mà không phải làm thêm bất cứ một thao tác gì khác nữa. Và diện ba này nếu anh chị nào mà mong muốn sở hữu thì hãy liên hệ lại ngay với bên em nhé. Và sau đây sẽ là một tác phẩm với mã là diện 4 ạ. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm diện 4 nha anh chị nhé. Vâng, anh chị vừa rồi đã được chiêm ngưỡng 3 tác phẩm diện 1, diện 2, diện 3 thì anh chị có thể nhìn thấy một cái tổng quan chung ạ. Những tác phẩm đều những đường gai nu tự nhiên anh chị nhé. Và diện Phật của tượng gỗ Nguyễn Hồng bên em thì khỏi phải chê luôn rồi ạ. Khuôn mặt thì phải nói là người nghệ nhân thì mới được đục cái tác phẩm diện Phật này anh chị nhé. Vâng, và kích thước cho tác phẩm này với chiều cao là 60 ngang 35 và chiều sâu cho tác phẩm này là 13 anh chị ạ. Vâng, chiều sâu cho tác phẩm này là 13, và em xin được báo giá tác phẩm này cho các anh chị là 3
3 triệu 300 nghìn đồng ạ. 3 triệu 300 nghìn cho một tác phẩm đẹp như thế này luôn ạ. Vâng ạ, D4 anh chị nhá, 3 triệu 300 nghìn đồng và bao ship luôn. Và không phải nói nhiều hay giới thiệu nhiều nữa thì anh chị cũng đã nhìn được 3 tác phẩm kia rồi. Vâng, những điều tuyệt vời thì em cũng đã giới thiệu hết rồi ạ. Và tác phẩm diện 4 này 3 triệu 300 nghìn đồng, anh chị nào mong muốn thì hãy liên hệ với bên em đi ạ. Giá cực mềm, cực yêu thương rồi. Chất gỗ thì khỏi phải chê luôn, đều là những hàng gỗ mà bên em tuyển chọn để đục trên tác phẩm diện Phật này anh chị nhá. Rất là đẹp luôn nha anh chị nhá. Mỗi một tác phẩm đều được người nghệ nhân đã đục những cái nét đục rất là riêng luôn. Riêng chỉ có cái thần thái của ngài thì không thể nào mà đi, không thể nào mà chê được rồi. Tại vì rất là truyền thần và rất là đẹp rồi, không phải là ai cũng có thể mà đục khắc lên được những cái mặt Phật mà có vẻ đẹp như thế này ạ. Đây là tác phẩm D4 nha anh chị nhá. Giá là 3 triệu 300 nghìn. Và tác phẩm cuối cùng em xin được giới thiệu với các anh chị đây, một tác phẩm với cái kích thước trông rất là xinh xắn luôn, rất là đẹp luôn ạ. Màu sắc rồi, tác phẩm này cực phê luôn anh chị nhé, rất là đẹp anh chị nhé. Vâng, đây là tác phẩm D5 ạ. Hình ảnh là nhìn Phật với lá bồ đề đây nha anh chị nhé. Đây là lá bồ đề đây ạ. Và với kích thước là chiều cao 45, ngang 45 và chiều sâu là 12 cm. Em xin được báo giá tác phẩm này cho các anh chị luôn là 3 triệu 200 nghìn anh chị nhé. 3 triệu 200 nghìn luôn. Vâng ạ, tác phẩm này đặc biệt hơn các tác phẩm vừa rồi, đó là tác phẩm này cũng ở bên cạnh cái lá bồ đề, những cái lá bồ đề rất là đẹp luôn ạ. Và nếu như anh chị nào mà đang tìm kiếm cho mình một tác phẩm như tác phẩm ở D5 này thì đừng ngại ngần gì mà hãy liên hệ lại ngay với bên em anh chị nhé. Tác phẩm với hình thái rắn tròn tròn và đằng sau thì bên em đã làm sẵn một chiếc khuy cho anh chị rồi, và anh chị trưng bày, mua về trưng bày luôn thôi ạ. Cực kỳ giá yêu thương và mềm mại, thần thái thì khỏi phải chê luôn rồi. Và nếu như mà anh chị nào mong muốn thì liên hệ lại ngay với bên em anh chị nhé. Tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ. Số điện thoại 0987336318 và thêm một số thứ hai đó là 0966336318 nha anh chị nhé. Và em xin được báo giá lại tất cả những năm diện Phật ngày hôm nay. Vâng, diện Phật thứ nhất có giá là 3 triệu 800 nghìn. Diện Phật thứ hai 3 triệu 800 nghìn. Diện Phật thứ ba 2 triệu 900 nghìn. Thứ tư là 3 triệu 300 nghìn và diện Phật cuối cùng là 3 triệu 200 nghìn ạ. Vâng, với năm diện Phật ngày hôm nay thì các anh chị có thể tha hồ lựa chọn những cái tác phẩm nào mà ưng ý nhất, mình rước diện Phật này về để trưng trong nhà. Các anh chị đừng quên nhấn theo dõi tượng gỗ sứ Nguyễn Hồng để cập nhật những cái video mới nhất của bên em nhé. Vâng, trong cái buổi live ngày hôm nay thì bên em đã đưa lên giới thiệu với anh chị 5 tác phẩm diện Phật được chế tác trên chất liệu là gỗ nu nghiến hay là ngọc quý anh chị nhé, với những cái đường gai nu tự nhiên luôn và chất gỗ là nu nghiến, gai xuyên từ mặt trước ra mặt sau. Mỗi một cụ diện Phật thì đều có một cái dáng thế, một kiểu dáng khác nhau, và cái khuôn mặt của tượng diện Phật của tượng gỗ Nguyễn Hồng thì rất là truyền thần anh chị nhé. Và 5 tác phẩm diện Phật này bên em đều bao ship cho anh chị. Nếu như anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm này thì hãy liên hệ lại ngay với bên em anh chị nhé. Tượng gỗ Nguyễn Hồng ạ, với số điện thoại là 0987336318 anh chị nhé. Và xin chào các anh chị ạ.